thiệt nha. Ê, màng chạm thế. Mà không phải một cái lần đó. Em nói tạc à. Ôi, ném kẹp kìa. Hay dạ, không tên. Giống mèo quá ta. Em Hà. Cái gì đấy? Ôi, mới giả thôi đó. Nó gì đéo này. Tàn son thát, yêu sao chán nói hay cũng chỉ là lừa thôi. Em nói anh thật đi. Ui, chết em rồi. Ui, vì vậy Hà ngáo à. Chạy lên kia là không chết rồi. Để mãi nói chuyện quá chết luôn à. Sao tự dưng tông lên đấy trời ơi, vội quá à. Chị Hằng hoàn toàn luôn rồi trời ơi, đang bắt con tắp năm à, mấy giờ ta. Thơm ngọt đắm say, Mirinda, ngọn sáng lưỡi. Trách chi người nói, để rồi lãng quên. Họ sao lưng bao dấu yêu xưa, để rồi đi mãi. Quá à. Ba đảo đốm được nha. Lòng này bà đảo mày tưởng tao không đốm mày sao? Bye. Mẹ nó thiệt. Alo, bà đậu Nga. Mấy kiến gì bà đậu Nga? Một cái ổ to thế. Ăn đủ má kìa. Má kìa. Em đang nhìn cái giờ đang nhìn cái comment của thằng Nga. Đang nhìn cái comment của thằng Nga. Mạnh kìa. Thằng này hay được quét. À tông lật, tông lật, tông lật, tông lật, tông lật. Đâu á? Từ ra. Xuống chú vừa nhá, đứng chú nhá, rồi nó ra đây rồi. Đánh khóa góc rồi em ơi, đánh khóa góc kìa. À kìa, đâm chuyển đó kìa.
trời ơi. Độ mình đi xuyên người đó, nó máy nó mạnh nó khác. Chất nó kìa, đủ con nhỏ. Ôi, nhỏ quá trời luôn. Tin. Thằng nhỏ này bo được. Nhỏ này bo ổ to nè. Phải à. Hello anh Dũng nha. Ôi dư nó giấc mình luôn dư. Thôi mình ở đó mình bị kẹt đường. Ôi mình hết rồi. Thằng đó nó cũng chưa qua chi vậy trời. Nắng mai, không được kìa, nó né luôn. Không được. Mấy thanh niên liếm thối, khó hết. Ui. Mình không có gì, mình chạy lên đằng trước nó đơm chết mất rồi. Mình né không kịp luôn.